cảm ơn các nhà tài trợ ạ. Xin được trân trọng cảm ơn ạ. Xin được trân trọng cảm ơn ông Phan Văn Khương. Xin được trân trọng cảm ơn ông Võ Phan Thành Minh. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách dự, để tiến hành nghi thức khai trương đường Hoa Xuân thành phố Cao Lãnh năm 2022, ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị lãnh đạo chúng ta sẽ cùng bước lên phía trước sân lễ để thực hiện nghi thức khai trương đường Hoa Xuân. Phu nhân xin được mạn phép, xin được trân trọng kính mời ạ. Xin được trân trọng kính mời ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Xin được trân trọng kính mời ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Xin được trân trọng kính mời ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Xin được trân trọng kính mời ông Lê Thành Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Xin được trân trọng kính mời ông Đoàn Tấn Bửu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Tháp. Xin được trân trọng kính mời ông Phan Văn Thương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Lãnh. Xin được trân trọng kính mời ông Võ Phan Thành Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Lãnh. Và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Phúc Cẩn, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Everland. Xin được trân trọng kính mời các vị đại biểu ạ. Thưa quý vị, nghi thức khai trương đường Hoa Xuân của thành phố Cao Lãnh chỉ còn vài phút nữa thôi sẽ chính thức bắt đầu. Ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời các vị khách quý, các vị khách dự đã có mặt ở lễ khai trương ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về vị trí của sân lễ để chúng ta cùng hòa mình vào không khí của buổi lễ khai trương chào mừng đường Hoa Xuân chính thức phục vụ cho bà con ở thành phố Cao Lãnh và các khu vực lân cận đến đây cùng du xuân đón Tết. Quý vị thân mến, Phương Nhung xin được mời các vị lãnh đạo chúng ta sẽ thực hiện nghi thức bằng cách chúng ta để tay của mình lên nút đỏ ở trên bàn và Phương Nhung sẽ thực hiện 3 tiếng đếm thì chúng ta sẽ bắt đầu nghi thức khai trương ạ. Nào bây giờ xin được mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về khu vực sân lễ. Nghi thức khai trương đường Hoa Xuân thành phố Cao Lãnh. 1